Kính thưa quý vị, cũng nhận được sự quan tâm từ đông đảo thí sinh và phụ huynh không kém, thì khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, đó chính là nhóm ngành khoa học tự nhiên và công nghệ, kỹ thuật. Liên quan đến tổ hợp các ngành về công nghệ thông tin, kỹ thuật, các chương trình đào tạo chất lượng cao. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng trò chuyện, giao lưu với đại diện Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư, tiến sĩ Trử Đức Trình, hiệu trưởng nhà trường. Một thí sinh đến từ Nghệ An có câu hỏi: em dự định đăng ký vào ngành công nghệ nông nghiệp. Xin thầy cho biết, ngành công nghệ nông nghiệp ở Trường Đại học Công nghệ có gì khác so với các ngành nông nghiệp đang được đào tạo tại các đơn vị khác? Và trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được thực hành, thực tập ở đâu và cơ hội việc làm của ngành này sẽ ra sao ạ? Vâng, cảm ơn MC, cảm ơn bạn thí sinh đến từ Nghệ An. Kính thưa thí sinh, thưa phụ huynh và các quý vị đại biểu, thì rất là cảm ơn các quý vị đã quan tâm đến chương trình đào tạo của trường công nghệ, và đặc biệt là bạn thí sinh ở Nghệ An và một số các cái tỉnh khác thì quan tâm đến chương trình công nghệ nông nghiệp. Thì như chúng ta thấy rằng công nghệ nông nghiệp hoặc là nông nghiệp thì là một thế mạnh của Việt Nam, và trên thế giới không tìm thấy mấy nước mà có cái điều kiện xã hội thuận lợi, có điều kiện tự nhiên thuận lợi như là cái Việt Nam trong phát triển ngành nông nghiệp. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải khẳng định Việt Nam chúng ta chưa khai thác được triệt để hoặc chưa khai thác được hết các cái tiềm năng nông nghiệp của Việt Nam. Cho đến những năm nay chúng ta một năm xuất khẩu khoảng 50 tỷ đô cho nông nghiệp. Nếu trong thời gian tới mà chúng ta có những cái điều kiện hiện đại hóa hệ thống nông nghiệp, tôi tin là chúng ta có thể tăng cái tỷ lệ lên đến hàng trăm tỷ và nhiều trăm tỷ đô trong nông nghiệp như một số quốc gia mà phát triển trên thế giới. Thế giải pháp của việc này là gì ấy? Thì chắc chắn là chúng ta phải đưa công nghệ vào trong nông nghiệp. Đấy là những cái giải pháp mà các cái đất nước như Hoa Kỳ, Hà Lan, rồi ở bên cạnh chúng ta Đài Loan, Nhật Bản họ đang triển khai. Dựa trên cái triết lý đó, dựa trên cái yếu tố đó thì Trường Đại Công nghệ đã mạnh dạn mở ra một lĩnh vực mà chúng tôi khẳng định đây là trách nhiệm xã hội và trách nhiệm quốc gia trong thời gian tới, đó là ngành công nghệ nông nghiệp. Và cái lĩnh vực này ấy, thì chúng tôi đưa triết lý đưa công nghệ cao, đưa công nghệ hiện đại vào trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Thì sinh viên mà khi học được cái ngành này ấy, thì các bạn sẽ được học các kiến thức về các lĩnh vực từ công nghệ thông tin, từ điện tử viễn thông, từ tự động hóa, vật lý và công nghệ nano. Và tất nhiên là các bạn sẽ được học các cái kiến thức về ngành nông nghiệp, về cây trồng, về chăn nuôi. Sau khi tốt nghiệp ấy, thì sinh viên có thể làm ở các cái hãng về nông nghiệp và liên quan hàng đầu thế giới cũng như là Việt Nam. Và đặc biệt là chúng ta có một cái tiềm năng để phát triển lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam. Và chúng tôi có thể nhấn mạnh ba cái điểm liên quan đến cái đầu ra của sinh viên là các cái gắn với việc là số hóa các cái hoạt động sản xuất, kinh doanh từ trang trại, vận chuyển, chế biến, marketing, tiêu dùng và thông qua cái hệ thống IoT, rồi công nghệ thông tin, rồi blockchain. Chúng tôi có thể sử dụng kết hợp các cái công nghệ điều hành, điều khiển, công nghệ vật liệu, sinh học, rồi trong các cái trang trại. Rồi chúng ta có thể tổ chức được tự động hóa, thông minh hóa các hệ thống hoạt động trong nông nghiệp, trong các chuỗi giá trị. Thế thì em đến từ Nghệ An, chúng tôi biết rằng Nghệ An là một cái địa phương mà phát triển nông nghiệp rất là mạnh. Trong đó có tập đoàn TH Chumil, và tôi tin chắc là các bạn mà học ngành này thì bạn sẽ xin việc được rất tốt tại chính địa phương mình và với cái thu nhập tôi tin là rất là cao. Vâng, rất là cảm ơn các em. Cảm ơn câu trả lời của ông. Và một em thí sinh gửi tới chương trình hai câu hỏi dành cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ạ. Câu hỏi thứ nhất, em được biết là năm nay nhà trường mới mở mới hai chương trình đào tạo là sinh dược học và môi trường, sức khỏe và an toàn. Xin thầy giải đáp cụ thể về hai ngành học này ạ. Và câu hỏi thứ hai, em có chứng chỉ IELTS 5.5 và có thể sử dụng để xét tuyển vào hai ngành này hay không ạ? Xin mời giáo sư, tiến sĩ Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ạ. Vâng, xin cảm ơn MC. Vâng, kính thưa các quý vị phụ huynh và các em thí sinh. Năm nay Trường Đại học Khoa học Tự nhiên mở mới hai ngành đào tạo trên 6 ngành đào tạo mở mới của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó có ngành thứ nhất là ngành sinh dược học và ngành thứ hai là ngành môi trường, sức khỏe và an toàn. Ngành sinh dược học thì là cái ngành mà nghiên cứu cơ bản mà ứng dụng để phát triển các cái nghiên cứu dược liệu, dược phẩm mới và các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe, và đặc biệt là chuyển hóa các cái thuốc ở trong cơ thể con người dưới góc nhìn của nhà sinh học. Vì vậy mà cái khả năng và cái nhu cầu xã hội lớn và cái khả năng làm việc có phổ rất là rộng. Cái ngành thứ hai là ngành liên quan đến bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động, thì đây là một ngành
mà ngay cái tên ngành thì các bạn thí sinh cũng biết là có cái nhu cầu xã hội lớn. Và đây là một chương trình đào tạo kỹ sư 4 năm rưỡi học tập đầu tiên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Và hy vọng rằng là cả hai ngành này mới mở trong năm nay ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của thí sinh. Về câu hỏi thứ hai thì bạn thí sinh có điểm IELTS là 5.5. Thì nếu mà xét tuyển sớm thì cái tổ hợp xét tuyển gồm có 2 môn, trong đấy có 1 môn toán, và 2 môn này tổng điểm phải 14 điểm trở lên. Và nếu mà bạn thí sinh không sử dụng để xét tuyển sớm thì nhà trường theo đề án tuyển sinh đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt ấy, thì bạn có thể quy đổi cái điểm này là thành điểm 8.5 để tham gia vào cái tổ hợp xét tuyển. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn câu trả lời của ông. Và câu hỏi tiếp theo của thí sinh Minh Đăng đến từ Hà Nội dành cho tiến sĩ Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật. Thưa thầy, em được biết là hai chất lượng đào tạo cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản và kỹ thuật xây dựng đều có mô hình đào tạo kết hợp với thạc sĩ. Vậy, hai chất lượng đào tạo có điểm gì khác biệt so với chất lượng đào tạo tương tự khác? Và theo học những ngành này thì cơ hội đi thực tập thực tế ở Nhật Bản của sinh viên sẽ như thế nào ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của thí sinh Minh Đăng, MC. Tôi xin phép được trả lời câu hỏi ngắn gọn là thế này ạ. Từ 2 năm trở lại đây thì bên cạnh các cái chương trình đào tạo truyền thống của trường Đại học Việt Nhật với ngành Nhật Bản học và ngành khoa học kỹ thuật máy tính, thì trường Đại học Nhật bắt đầu mở mới các chương trình đào tạo về kỹ sư. Và đối với trình đào kỹ sư thì chúng tôi cũng mong muốn là cung cấp cái sự lựa chọn khác nữa cho thí sinh bên cạnh các chương trình truyền thống. Vì vậy là các chương trình kỹ sư của trường thì đều có điểm mới đáng kể so với các chương trình kỹ sư đang được đào tạo tại các trường truyền thống trong Đại học Hà Nội cũng như là trong cả nước. Thì với hai chương trình đào tạo kỹ sư về cơ điện tử thông minh và chương trình kỹ thuật xây dựng thì chúng tôi không chỉ là cung cấp cái lựa chọn cho người học với việc là học thêm một năm thì các bạn có thể nhận bằng thạc sĩ, mà chúng tôi còn cung cấp thêm cơ hội khác như là có thể nhận bằng kép đối với các ngành liên quan như là khoa học máy tính. Thì tại sao mà chúng tôi chọn lựa cái việc kết hợp giữa đại học và thạc sĩ, từ đại học bậc kỹ sư và thạc sĩ? Thì lý do là thực ra hiện giờ thì khi mà có bằng thạc sĩ, cái cơ hội việc làm cũng như là cái đãi ngộ cũng vẫn là đáng kể so với người chỉ có bằng đại học, đặc biệt là đối với sinh viên trường Nhật. Khi các bạn tốt nghiệp đi làm việc tại Nhật cho các tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản thì có bằng thạc sĩ thì các bạn nhận được cái mức lương cao hơn đáng kể so với cái bằng đại học, và các bạn chỉ mất thêm một năm. Thêm nữa là cái việc học liên tục nó cũng sẽ giảm bớt cái quá trình học tập rất là nhiều và cũng tăng cái chi phí cơ hội cho các bạn. Khi mà nói về điểm khác biệt thì trước hết tôi xin phép là chia sẻ cái điểm khác biệt chung với tất cả các chương trình đào tạo tại trường Việt Nhật. Như tôi vừa đã nói, chúng tôi không muốn chỉ cung cấp các chương trình đào tạo mà các trường đại học khác hiện giờ ở Việt Nam có thể đào tạo được, mà chúng tôi mong muốn là trung tâm một cái sự lựa chọn khác. Thì bên cạnh cái xu hướng là đào tạo chuyên sâu specialist thì chúng tôi mong muốn là cung cấp thêm một cái cơ hội đào tạo những người toàn diện hơn và có thể có năng lực tự học tốt hơn. Thì cái năng lực tự học đó nó được xây dựng trên cái triết lý giáo dục khai phóng. Và như vậy thì sinh viên trường Đại học Nhật khi mà học tập tại trường thì các bạn sẽ có cái cơ hội học tập rộng hơn với những cái lĩnh vực gần và thậm chí các lĩnh vực khác. Ví dụ như là các bạn ở bên xây dựng có thể học tập các khối liên quan đến kinh tế, liên quan đến lập dự án cũng như là quản lý dự án. Và với triết lý này thì chúng tôi thực sự là mong muốn người học trong quá trình học tập tại trường thì không chỉ học tập về chuyên môn mà còn có cái nền tảng kiến thức vững chắc để sau này có thể tự học suốt đời. Và cái điểm thứ hai cũng rất đặc biệt liên quan trường Việt Nhật, thì như từ cái tên của chúng tôi là trường Đại học Việt Nhật thì như vậy là cái yếu tố Nhật Bản, công nghệ Nhật Bản sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong quá trình học tập tại trường. Như là chương trình liên quan đến cơ điện tử ạ, thì khác với bên trường công nghệ là chúng tôi chú trọng đến cái phần gọi là monozukuri. Thì hiện giờ chắc là có cái phong trào cũng rất là đang rất là hot trên thế giới hiện giờ là các phong trào liên quan đến DIY, tự làm các cái chế tạo các sản phẩm của mình. Nhưng mà kết hợp với monozukuri thì không chỉ là chế tạo các sản phẩm mà còn cải tiến liên tục các cái sản phẩm này. Thì đấy là cái triết lý rất là khác biệt của trường. Và liên quan đến cái thực tập thực tế tại Nhật Bản thì tôi có thể chia sẻ thế này. Hiện giờ 50%
sinh viên năm thứ ba của trường hiện nay là đang ở Nhật tại thời điểm này. Và như vậy là chắc chắn là cái tỷ lệ mà sinh viên của trường Nhật được đi thực tập ở Nhật là rất cao. Và không chỉ là đi thực tập ở Nhật mà thực ra là các bạn đã đi thực tập thực tế từ năm thứ nhất tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cũng như là các tổ chức khác. Và đồng thời từ năm thứ ba thì các bạn sẽ có giáo sư các trường đại học hàng đầu Nhật Bản như Đại học Tokyo sang trường Đại học Nhật giảng trực tiếp. Thì như vậy thì các bạn sẽ vừa đi thực tập ở trong nước và thực tập cả Nhật Bản. Xin cảm ơn MC. Xin hãy cảm ơn câu trả lời của ông. Và câu hỏi tiếp theo dành cho hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ. Thí sinh Bùi Quốc Tuấn đến từ Phú Thọ có câu hỏi: em rất hâm mộ trường Đại học Công nghệ từ lâu rồi ạ. Mai sau em muốn làm công việc học tập là lập trình để viết phần mềm cho các công ty doanh nghiệp, làm về bên phần kinh tế để họ giảm bớt được cái công đoạn trong cái giai đoạn công việc. Thầy cô có thể tư vấn cho em là nên vào ngành nào và khoa nào trong trường được không ạ? Vâng, xin mời giáo sư Chử Đức Trình ạ. Vâng, cảm ơn MC, cảm ơn bạn có câu hỏi mà tôi cho rất là hay, và tôi tin là tất cả các bạn thí sinh apply vào trường công nghệ nói riêng và tất cả các trường đại học ở trên toàn quốc thì đều phải hỏi câu hỏi như vậy. Sau này chúng ta ra trường làm gì, kiến thức của chúng ta thế nào? Và chúng tôi trong quá trình triển khai xây dựng các chương trình đào tạo, chúng tôi rất quan tâm đến cái kiến thức cơ bản của sinh viên, và chúng tôi cũng rất là quan tâm đến kiến thức hiện đại và kiến thức công nghệ của sinh viên. Và chúng tôi hay có quan niệm mà sinh viên ra trường thì phải có việc làm ngay, việc làm tốt, nhưng mà sinh viên phải sống lâu, sống dài, chứ không thể nào mà chúng ta đi làm vài năm sau đó chúng ta hết vốn. Vậy thế thì cái chương trình đào tạo trường công nghệ, cả 17 chương trình chúng tôi đào tạo và chúng tôi thiết kế đều dựa trên cái triết lý đó. Trước khi đi trả lời cho bạn, bạn nên học ngành nào nếu như bạn mà gắn với cả bài toán là lập trình cho các cái lĩnh vực liên quan kinh tế, thì tôi xin phép lượt quê qua các cái ngành đào tạo trường đại học công nghệ. Thì năm 2023 chúng tôi tuyển sinh là 1850 chỉ tiêu với 17 chương trình đào tạo. Thì với những cái đối tượng mà đã tuyển thẳng thì đề nghị các bạn xem cái kết quả ở trên internet. Và các bạn có thể là yên tâm đọc nguyện vọng 1 thì các bạn đã trở thành sinh viên nhà trường rồi. Còn với cái xét tuyển mà phổ thông trung học thì nhà trường cũng có các cái hướng dẫn và chỉ tiêu cụ thể ở trên mạng, và chúng tôi dành khoảng hơn 40% chỉ tiêu cho cái phổ thông trung học. Và các bạn thí sinh thì đặt cái nguyện vọng là không giới hạn ở trong các tổ hợp là A00, A01, AD10. Riêng ngành công nghệ nông nghiệp như vừa xong trả lời thì có thêm một cái lĩnh vực nữa là B00. Và thế thì về khẳng định là các cái hệ thống chương trình đào tạo của trường công nghệ chúng tôi ấy, thì đều được thiết kế là rất hiện đại và được cập nhật thường xuyên, hệ thống thực hành hiện đại cập nhật và bao phủ tất cả các chương trình đào tạo trong nhà trường. Và đặc biệt là cái chương trình đào tạo thì có gắn rất chặt giữa kiến thức hàn lâm, kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành. Chúng tôi có đội ngũ giảng viên giỏi và rất là tâm huyết. Vâng ạ. Thì trường thì có hợp tác rất là sâu rộng với cả các cái doanh nghiệp, các cái trường đại học khác. Do đó là chúng tôi cam kết cái chuẩn đầu ra, chất lượng sinh viên và cũng như là cam kết về cái hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau này. Quay trở lại cái câu hỏi của bạn là bạn muốn làm việc trong lĩnh vực kinh tế và lập trình. Thế thì bạn phải biết những kiến thức gì ạ? Thì trước hết là bạn phải biết kiến thức liên quan quản trị hệ thống. Và bạn phải biết liên quan đến kinh tế, bạn phải biết quan đến thị trường. Và bạn phải biết các kiến thức liên quan đến cơ sở dữ liệu, các bạn phải có quản trị cơ sở dữ liệu. Và sau đó thì bạn dùng cái kiến thức lập trình, hệ thống lập trình để bạn xử lý. Và để mà liên quan đến cái lĩnh vực như vừa qua ấy, thì các bạn có thể học nhiều ngành trong trường nghệ để làm việc này. Tôi lấy ví dụ như ngành công nghệ thông tin, ngành khoa học máy tính, ngành trí tuệ nhân tạo, ngành hệ thống thông tin đặc biệt là phù hợp với cái thứ mà các bạn vừa trao đổi. Ngành mạng máy tính, truyền thông dữ liệu cũng rất phù hợp. Và đặc biệt nhà trường vừa qua thì có mở một ngành là công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản. Nghĩa là bên cạnh những cái kiến thức công nghệ thông tin, kỹ năng công nghệ thông tin ấy, chúng tôi còn bổ sung thêm các kiến thức và kỹ năng làm việc ở trong cái môi trường doanh nghiệp của Nhật Bản. Và vừa qua chúng tôi cũng làm việc với cả bên Bộ Giáo dục Hàn Quốc để mở các cái lớp tiếng Hàn Quốc và kỹ năng làm việc với các doanh nghiệp Hàn Quốc ở trong nhà trường. Bên cạnh các cái chương trình mà rất là hot như tôi vừa liệt kê thì các bạn có thể tham gia vào các chương trình khác trong nhà trường, ví dụ như hệ thống kỹ thuật máy tính, rồi ngay cả các bạn học những ngành cơ điện tử, rồi các cái ngành khác tương đương thì bạn vẫn có thể làm việc liên quan đến việc. Và tôi khẳng định là cái việc mà bạn vừa trao đổi nó là một hệ thống các cái công việc, chứ không phải là chỉ riêng có một ngành đào tạo. Và sau này các bạn cần phải bổ sung thêm các kiến thức mà mang tính xã hội nữa thì các bạn mới sống
làm việc tốt ngay sau khi ra trường, nhưng cũng có thể là sống dài, vì thường là các bạn sẽ phải làm việc khoảng 30, 40, 50 năm sau khi bạn tốt nghiệp. Và chúc cho bạn thành công và rất là mong được gặp bạn trở thành sinh viên của trường công nghệ trong tháng 9 tới. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn câu trả lời của ông. Và năm nay thì trường Đại học Việt Nhật tuyển sinh nhóm ngành đối với hai ngành công nghệ thực phẩm, sức khỏe, nông nghiệp thông minh và bền vững. Vậy thì lộ trình và điều kiện phân ngành sẽ như thế nào ạ? Và nếu như em muốn học theo cả hai ngành thì sẽ tiết kiệm được thời gian không ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh sẽ giải đáp cho thí sinh ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của thí sinh. Thì cũng như tôi vừa chia sẻ, đối với trường Nhật thì chúng tôi luôn luôn cố gắng làm thế nào đấy cung cấp cái phổ rộng nhất cho người học. Và như vậy thì đối với hai cái ngành học mà thí sinh vừa hỏi liên quan đến công nghệ thực phẩm và sức khỏe và ngành nông nghiệp thông minh bền vững, thì thực ra đây nó là hai cái công đoạn trong một cái quá trình nối tiếp nhau. Và như vậy các cái chương trình này nó cũng chia sẻ những cái phần kiến thức nền tảng giống nhau. Và thực ra thì nếu mà bạn thí sinh đấy một chút thì chúng tôi còn cố gắng là kết hợp không chỉ ở cái phần thực phẩm, mà chúng tôi còn chú trọng kết hợp để cả cái phần sức khỏe, tức là sử dụng thực phẩm thế nào để có thể đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Thì nó là cả một chuỗi, cả một quá trình. Và chính vì thế thì nó cũng rất là tự nhiên khi mà các cái ngành này cũng sẽ được tuyển sinh trên cùng một cái nhóm. Và các bạn trong thực tế thì các bạn này sẽ học chung cái chương trình đào tạo giống nhau trong một năm đầu tiên và sẽ phân ngành từ năm thứ hai. Và cái căn cứ để phân ngành thì trước hết là dựa trên cái nguyện vọng của thí sinh. Đây là cái yêu cầu đầu tiên. Thì nếu mà các bạn chọn lựa theo phần cái ngành mà các bạn không yêu thích thì các bạn học sẽ không tốt được. Cho nên chúng tôi tôn trọng tối đa cái nguyện vọng của thí sinh. Và ở đây tôi cũng xin phép là khẳng định mạnh mẽ cái điều đấy để thí sinh yên tâm là như vậy, là trong quá trình học tập sau này trường cũng sẽ không can thiệp vào cái sự lựa chọn của các bạn nhiều, và trường cũng sẽ thay đổi các cái kế hoạch của mình làm thế nào đấy phù hợp đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của các bạn thí sinh. Và cái câu thứ hai thì hiển nhiên đến đã có cái chương trình bằng kép thì hiển nhiên các bạn cũng sẽ được tiết kiệm thời gian cái đáng kể. Nếu các bạn muốn học tập cả một chuỗi quá trình như tôi đã vừa chia sẻ liên quan đến từ phần nuôi trồng cho đến phần chế biến cho đến phần đảm bảo sức khỏe, thì các bạn sẽ được bảo lưu các cái học phần của chương trình đầu tiên và chuyển nó sang chương trình thứ hai. Và như cũng vừa chia sẻ, khi chúng tôi từ lúc xây dựng chương trình đào tạo ấy, là chúng tôi đã xây dựng theo chi lý khai phóng, tức là các bạn sẽ chia sẻ các cái cấu phần chung rất là lớn ở năm học đầu tiên và năm thứ hai, và sau đó thì các bạn cũng sẽ có thể là sử dụng những cái phần này để giữ được và đồng thời học tiếp các phần bổ sung khác nữa. Tôi cũng chỗ này tôi cũng xin phép là tranh thủ bổ sung thêm một ý là trường đại học Việt Nhật thì có lẽ là khác với hầu hết các trường đại học khác ở Việt Nam, là chúng tôi không thu học phí theo tín chỉ mà chúng tôi thu học phí theo học kỳ. Có nghĩa là các bạn thí sinh có thể đăng ký thoải mái. Chúng tôi chỉ yêu cầu là thí sinh đáp ứng một số tín chỉ nhất định đối với từng ngành để tốt nghiệp, nhưng các bạn có thể học vượt chỗ đó mà không phải mất thêm cái kinh phí. Thì như vậy đấy cũng thuộc về chi lý của chúng tôi, thì cũng mong là thí sinh cũng sẽ có sự lựa chọn phù hợp và chào đón em đến trường Đại học Việt Nhật.